Xin chào mọi người, mình là Phạm Thế Duyệt, rất vui được mọi người gặp lại. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một bộ sưu tập mới ra mắt tên là Gyakusou, mà Nike hợp tác cùng với Undercover của Jun Takahashi. Gyakusou là tên chung của dòng sản phẩm chạy bộ của Nike do Jun Takahashi thiết kế. Ba đôi giày được chọn cho cái lần hợp tác mới nhất này đều có bộ đế Zoom X tốt nhất của Nike, chính là bộ đệm công nghệ vũ trụ mà mình đã giới thiệu ở Vlog 41 và Vlog 53. Với mức giá cao hơn hẳn so với những phiên bản thường, là những phiên bản mà không được hợp tác cùng một thương hiệu khác, thì cả ba đôi giày này, cả ba người đẹp này đều có những cái cải tiến đáng giá. Và bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá xem đó là những cái cải tiến gì. Đầu tiên là Vaporfly 4% Flyknit, đôi giày sướng nhất thế giới thì chúng ta sẽ để sau. Nghiên cứu hai cái đôi Pegasus Turbo, giày tên lửa tăng áp này trước. Hộp của cả ba đôi thì đều như thế này, đều có chữ Nike bóng loáng màu đen, giống hệt cái thiết kế của đôi giày đính kim cương mà mình review Vlog 74. Chỉ khác là nó màu đen và ở cạnh này được in tên của bộ sưu tập và thương hiệu mà hợp tác cùng. Đôi giày được thiết kế với những cái công nghệ phục vụ tốt nhất cho việc chạy bộ, và màu sắc của nó này cũng được lấy cảm hứng từ việc chạy bộ hòa với thiên nhiên. Đế được sơn màu đất, những cái mảng xám ở đây là màu xám của mặt đường, còn đây là màu xanh của lá cây giống cái áo của mình đó. Còn màu vàng này này nó tương phản với tất cả những cái màu còn lại, vừa làm nổi bật đôi giày mà vừa làm nổi bật cái người mang của nó luôn. Đôi này thì vàng ở đế và xanh ở phần thân, những mảng màu sắp xếp tương đối khó hiểu nhưng mà nhìn rất là đẹp và dị. Mình đọc trên Sneaker Việt Nam thì họ nhận xét là giống bộ giáp của Samurai Nhật Bản, công nhận là cũng giống thật. Ngoài những thay đổi về ngoại hình và vẻ bề ngoài thì nâng cấp đáng giá nhất trên đôi giày này chính là cái phần buộc dây. Bây giờ thì không phải thắt nơ như là giày bình thường nữa, mà có hẳn động cơ để rút và giữ dây, nới vào thắt ra thì cứ di chuyển cái động cơ trượt này thôi. Như này thì sẽ không bao giờ bị sợ tuột dây nữa. Ở đầu này còn có một cái hệ thống, một cái động cơ để cố định dây. Đấy, nhìn tổng thể cả đôi giày nó gọn gàng và hiện đại hơn rất là nhiều. Phần dây bên này được nối xuống một cái bộ khung xương màu vàng, các bạn có thể nhìn xuyên qua cái lớp lưới này. Đó, rất là thông thoáng. Bộ xương này mình thấy là ôm chân thoải mái hơn so với cái khung xương mà bằng những cái dây mảnh của Pegasus Turbo bình thường. Nó giống hệt bộ xương của đôi Vapor Max 2019 mà mình review ở Vlog 80, cũng là một nâng cấp đáng giá của Nike trong năm 2019. Có đúng một điểm mà mình không thích, đó là hai cái đường này và đường này nó khác màu. Nếu cùng một màu thì nhìn nó liền mạch và đúng chất của Pegasus Turbo hơn. Cả hai đôi đều khác màu luôn đó. Thế nhưng mà mỗi người một sở ghét, có thể các bạn lại thấy cái sự thay đổi này nó phá cách và nó đẹp đối với các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ sang đôi giày sướng nhất thế giới, Vaporfly 4% Flyknit. Phần đế có một cái dải lụa màu vàng được vót nhọn ở đít, chứ không phải là cái kiểu mờ dần như là những đôi 4% thông thường. Thân giày vẫn là vải dệt Flyknit co siêu giãn, nhưng không phải là một màu như những đôi thường, mà được dệt thành nhiều mảng với nhiều loại hình dạng mắt xích khác nhau, nhìn thời trang hơn hẳn. Mảng ngoài được lấy cảm hứng hơi hướng kiếp đỏ đen khi được sử dụng vải dệt với những cái đường chỉ màu đen và đỏ kết hợp với nhau. Chuyển dần sang mát trong thì chúng ta thấy chuyển dần về trạng thái mà tay không trắng tay lại về không khi mà được sử dụng đan xen những cái chỉ trắng vào. Những đường nét thiết kế đơn giản nhưng mà cực kỳ ý nghĩa, khắc họa là đúng bài hát huyền thoại của dân chơi Hải Phòng, nhưng mà vẫn giữ được cái tông màu chủ đạo của đôi giày. Cổ giày được thêu thêm tên của cái bộ sưu tập Gyakusou. Đầu dây cũng được in dòng chữ này, và nâng cấp dễ thấy nhất chính là cái miếng bọc gót này. Nó cố định và bảo vệ gót sen của bạn tốt hơn. Đây vừa là đôi giày tốt nhất, vừa là đôi giày hiếm nhất trong bộ sưu tập luôn. Còn tốt nhất, sướng nhất như thế nào thì mình đã phân tích cụ thể từng yếu tố ở Vlog 69. Bảng so sánh này mình đã đăng lên shop thời trang mà mình mới mở. Mình sẽ để link ở phần mô tả dưới video này để các bạn có thể tải ảnh về tham khảo kỹ hơn. Bảng so sánh này mình sẽ cập nhật trong tương lai sau khi trải nghiệm thêm một số công nghệ mới được ra mắt nữa. Tiêu biểu của đôi kiếp đỏ đen công nghệ mới nhất này của ASICS hoàn toàn có khả năng cạnh tranh một vị trí cao trong cái bảng xếp hạng vừa rồi. Chia sẻ một chút về xu hướng giày dép hiện nay. Hôm trước ấy, mình có ngồi thống kê và phân tích thông tin từ khách hàng, những khách hàng mua giày của mình ấy, thì mình nhận thấy một điều là đa số khách hàng trẻ thì không quan tâm nhiều lắm đến độ êm của giày, chỉ cần làm một mẫu giày nổi tiếng kiểu dáng đẹp là quất. Những người có nhiều loại giày rồi thì rất thích sở hữu một đôi 4% để trải nghiệm xem là cái cảm giác sướng nhất thế giới là như thế nào, xem là cái độ êm và cái độ nảy như lò xo của nó. Khách hàng mà tầm trên 30 tuổi thì thường mua cái đôi 4% để đi chạy bộ này, đi thể dục. Còn đối với khách hàng trẻ hơn, ăn mặc thoải mái hơn như mình chẳng hạn, thì ngoài đi chạy còn mang đi chơi luôn. Theo bảng trên, tùy điều kiện kinh tế thì các bạn có thể chọn để trải nghiệm độ sướng 10 của đôi 4% hoặc độ sướng 9,5
của đôi Nike Zoom Fly Flyknit. Mặc dù cái đôi giày này này nó chỉ có là bộ đế React chứ không được bộ đế hiện đại nhất là đế Zoom X như là cái bộ siêu tập Viaku sau này. Thế nhưng mà tại vì nó được nâng cấp thêm một cái tấm carbon trải dài ở đây nên là nó cho tới cái điểm sướng 9,5 liền, chỉ thua đúng đôi 4% thôi, vừa có Zoom X vừa có carbon. Còn chỉ mỗi Zoom X không ấy thì vẫn thua React cộng với carbon. Những ai mà điều kiện kinh tế không được tốt lắm ấy thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo, độ sướng 9,5 liền. Giá của nó thì cực kỳ sinh viên tại vì nó rất hay được giảm giá. Giá của đôi này mà về Việt Nam ấy thì rẻ hơn tương đối nhiều so với một đôi Turbo loại thường, chứ chưa nói đến là Turbo loại đặc biệt như thế này. Và nó rẻ gấp đôi, rẻ chỉ bằng khoảng một nửa so với đôi 4% thường. Còn đôi 4% loại đặc biệt này, loại club, loại mà hợp tác với những cái thương hiệu khác như thế này ấy, thì ai mà có kinh tế phải thực sự tốt, tương đối tốt thì mới mua được. Tại vì là nó rất là hiếm. Nếu mà bây giờ mua lại ấy, thì giá của nó tương đương với một đôi xa xỉ của Gucci hay là Balenciaga. Bây giờ mình sẽ đi trên thân và trên chân để các bạn tham khảo trực quan hơn. Đây là outfit mà Nike giới thiệu và được phát hành cùng với bộ 3 đôi giày luôn. Nhưng mình thấy những cái bộ này nó chỉ mặc đi chạy thôi, chứ không mặc đi chơi đi đú được. Đầu tiên mình chọn chiếc áo măng tô dài của Nike có cùng màu đỏ đô với đôi giày 4% luôn. Nó giống hệt với chiếc măng tô trong video giày cá coi ngàn đô hôm trước, chỉ khác màu thôi. Ở trong là cây đen để tạo cảm giác đơn giản và liền mạch. Cổ áo cao đáng đựng và kết hợp hai lớp cổ áo để tạo phong cách kiểu Tân Bến Thượng Hải. Tùy quần áo phối hợp cùng mà đôi giày của bạn sẽ là giày chạy hay là giày thời trang. Còn bộ này thì là phong cách kiểu Tân Bến Cảng Hải Phòng, với tạo cái áo có sọc vàng giống đôi giày để mặc bừa thôi chứ cũng không có tính toán gì nhiều. Bộ này thì có tính toán hơn một chút khi mà sử dụng những điểm nhấn màu vàng như là áo lót và tất vàng của Ralph Simons, đặc biệt là túi chéo đeo bụng có logo là cái cây của Timberland. Màu vàng xanh giống hệt với phối màu đất và cỏ hoa cây lá của đôi giày luôn. Và đó là ba đôi giày chạy bộ sang chảnh của ngày hôm nay. Nếu thấy video hay, các bạn đừng quên like, đăng ký kênh và ấn vào quả chuông thời trang bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo cho nội dung tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn mọi người gặp lại.